Với yêu cầu của bài toán đó là phân số thì có tử số và mẫu số, và yêu cầu là tôi sẽ khai báo cái cấu trúc định phân số gồm các tử số và mẫu số, yêu cầu thứ nhất. Yêu cầu thứ hai viết một cái hàm read, và yêu cầu thứ ba là yêu cầu thứ ba là viết viết một cái hàm print. Thì như thế thì đây là một cái bài toán gồm có ba cái gồm yêu cầu là ba yêu cầu. Với ba yêu cầu này thì yêu cầu là khai báo cấu trúc về phân số, rồi yêu cầu hàm read và hàm print cho sẵn nguyên mẫu của hàng, và hàm main đã được cho sẵn. Như vậy thì cái cách mà anh chị thực hiện á, thì các anh chị có thể chép lại hàm main của cái yêu cầu này. Ví dụ như một cái môi trường các anh chị thực hiện là DFC. Rồi bên cạnh đó thì các anh chị có một cái hàm gọi hàm read và hàm print. Vậy thì anh chị cũng sẽ khai báo một cái hàm read rồi một hàm print theo như là nguyên mẫu yêu cầu. Như vậy. Tuy vậy thì nếu xét một cái chương trình hoàn chỉnh thì thực ra thì vẫn còn thiếu, là tại vì ví dụ là cái phân số, cái cấu trúc dữ liệu phân số chưa được định nghĩa unknown fraction. Vậy thì câu hỏi đầu tiên đòi hỏi là khai báo một cái cấu trúc là phân số và cấu trúc dữ liệu fraction, và như vậy thì với cái cấu trúc dữ liệu phân số này thì anh chị sẽ khai báo hay các anh chị sẽ định nghĩa. Vậy thì một cái cách để định nghĩa thì đây là một cái cấu trúc, và có cái cấu trúc phân số gồm có hai trường tử số và mẫu số. Người ta có thể coi đó là số số nguyên, tử số và mẫu số. Giả sử các anh chị đã đặt tên như vậy. Rồi anh chị với cái cách thực hiện như vậy thì đó là cái cấu trúc dữ liệu phân số. Như vậy thì với khai báo như thế mà các anh chị biên dịch thì các anh chị có thể thấy là sẽ các anh chị sẽ nhận được một cái thông báo lỗi tương tự như thế này, thì unknown cái time và time fraction. Rồi cái struct thì thực ra là theo cái cách định nghĩa của struct đó, thì cách gọi đúng chỗ này thì sẽ là struct fraction. Như vậy thì do là cái cách đã khai báo như vậy thì đòi hỏi là cái tên kiểu sẽ là fraction. Thì có vài cái cách để thực hiện, thì một trong những cái cách thì đó là các anh chị sử dụng cái từ khóa định nghĩa kiểu là trade, và đây là một cái cấu trúc gồm có hai trường và đặt cho nó một cái kiểu fraction. Sau đó thì các anh chị khi biên dịch thì sẽ không còn thấy cái lỗi. Dù vậy thì chương trình chắc vẫn chưa thực hiện đâu, tại vì cái hàm read vẫn chưa có được định nghĩa, và hàm print cũng thế. Thì các anh chị sẽ định nghĩa cái hàm read. Hàm read thì đọc vào một cái phân số và trả về kết quả. Hàm print thì ra cái kết quả thôi. Như thế thì đơn giản là hàm read thì anh chị có thể khai báo một cái phân số, ví dụ như là cái phân số A mà các anh chị sẽ đọc vào từng cái thành phần. A tử số, A mẫu số, ví dụ như vậy. Rồi với hàm print thì yêu cầu là in ra cái kết quả. Thì ví dụ in ra kết quả, đây là một cái phân số là đơn giản như vậy, a chấm tử số và a chấm mẫu mẫu số. Rồi sau đó thì anh chị có thể thực hiện lại, ví dụ như là anh chị nhập vô là 3, 4 nè và 5, 6, thì phân số nhất là 2.0, phân số thứ hai là 2.2.0, thì dường như kết quả vẫn chưa đúng. Thì thực ra
này đó là một cái lỗi về 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 có thể gọi một cái hình thức là lỗi về ngữ nghĩa, tức là có thể trong cái chương trình người ta viết có một cái lỗi nào đó và ta chưa kiểm soát được, cái chương trình vẫn thực hiện nhưng kết quả không như mong muốn. Và vậy thì thực ra với cái tình huống này thì đó vấn đề nằm ở chỗ cái hàm RIT, ta nhập vào cái giá trị cho từng trường của cấu trúc, tuy nhiên nó chưa trả về cái kết quả như vậy thì ta sẽ trả về kết quả và ta có thể được kết quả như vậy. Và sau khi đã kiểm tra cái kết quả trên cái máy tính của anh chị thì anh chị có thể vào và anh chị nộp bài, thì chỉ gửi cái khai báo của fraction rồi các hàm read và print như vậy thôi, và cứ đúng theo thông tin như thế và chọn và hy vọng thì kết quả và tình huống thì anh chị đã được kết quả. Thì đó là một cái ví dụ về cái một cái bài tập như thế, mà tương tự những cái bài tập kế tiếp thì các anh chị cũng sẽ thực hiện tương tự như vậy. Dĩ nhiên có một số bài thì đòi hỏi là các anh chị sẽ có những cái thao tác là phức tạp hơn, tuy vậy thì các anh chị sẽ thực hiện một số cái bài đơn giản ở phía sau trước. Ví dụ như tình huống này thì các anh chị sẽ thực hiện bài 7, bài 8, bài 9, hay là bài mở hay là bài 10 chẳng hạn. Thì một số bài đơn giản hơn, ví dụ như là bài cộng hai phân số nè, thì ví dụ cộng hai phân số thì có lẽ là thực hiện như là một cái thao tác quy đồng mẫu số gì đó cũng hết. Nói chung thì bài tập các anh chị thể thực hiện được như là một cái hình thức là giúp các anh chị hệ thống lại cái cấu trúc dữ liệu gọi là cấu trúc, là mẫu tin hay là bản ghi. Và như vậy thì buổi hôm nay thì chủ yếu là tôi giới thiệu nhắc lại về về những cái kiểu dữ liệu cơ bản và những kiểu dữ liệu có cấu trúc hay gọi hôm nay là cấu trúc dữ liệu được hỗ trợ bởi ngôn ngữ lập trình C. Bài tập thì anh chị cứ tiếp tục thực hiện bài tập ở nhà. Như vậy thì kết thúc buổi hôm nay.